thấy thì bây giờ mạng xã hội là một phần gần như là phần cuộc sống của mọi người, hầu hết ai cũng đều lên Facebook để chia sẻ cảm xúc. Nó cũng có những cái tiêu cực nhưng mà em thấy nó cũng có nhiều mặt tích cực, ví dụ như là ba em cũng chơi Facebook, mặc dù là hai ở xa nhưng ba con vẫn có thể hiểu nhau, ba có thể biết là em đang làm gì, rồi hôm nay em có những hoạt động gì. À, rồi nếu mà em quan status buồn đó thì ba sẽ lên ba hỏi là làm sao rồi ông nên, nó làm như ba hai ba con lại gần nhau hơn, và bạn bè ở xa cũng liên lạc được với nhau, mọi thứ có thể kết nối một cách dễ dàng. Rồi em nghĩ là mặt tích cực thì các bạn có thể gọi là comment rồi bày tỏ những cái hiểu biết, những cái quan điểm của mình về xã hội, về cuộc sống. Còn những cái tiêu cực thì các bạn hay comment những cái gọi là không có văn hóa, phản cảm, trái với đạo đức xã hội. Em vẫn được biết các bạn trẻ hiện nay cũng còn chưa kiểm soát được những lời nói của mình trên cộng đồng xã hội. Cái nhiều lúc những cái nhất thời đó của các bạn ấy với những lời lẽ không hay sẽ làm cho mọi người khác nghĩ sai về mình. Mặc dù đó chỉ là cái tức giận nhất thời, nhưng nó lại làm cho người khác nghĩ các bạn đó là một người không đàng hoàng và với những lời lẽ không hay cho lắm và đánh giá sai về con người của các bạn đó. Theo mình đó thì quan điểm của mình về internet bây giờ thì nó rất là phức tạp. Ví dụ như Facebook thì Facebook bây giờ thì có nhiều cái mà em phải đề cập đến, ví dụ như hình ảnh đồ trị hay là video đồ trị, những lời chửi bới hay là chuyện riêng tư đều người ta, mọi người đều đăng lên Facebook một cách rất là tự nhiên. Nên mình thấy cái nó không có, nói chung là Facebook bây giờ là nó không có đề cập nhiều cái cần thiết mà nó đang là cái những cái tệ nạn xã hội, bởi vì cái người mà quản lý Facebook mà họ không có thể thiết lập chặt kẽ để quản lý chặt cái Facebook như là mấy vài vài năm về trước, thì mình nghĩ là vậy. Là việc mạng xã hội có thể giúp cho tụi mình có thể chia sẻ được những cái tính cách, những cái sở thích cá nhân của mình nhiều hơn, bằng cách là mình có thể chia sẻ những cái hình ảnh mình yêu thích, hoặc là mình upload lên những cái mà status về cảm xúc, những cái suy nghĩ cá nhân của mình. Đồng thời thì thông qua những cái việc mà người ta upload lên những cái status như vậy, mình có thể hiểu thêm về người ta và hiểu thêm được cái sở thích người ta như thế nào. Đồng thời là mình có thể hiểu được bạn bè mình, mà cũng có thể hiểu được cái cả cái người đó mà mình đang thương, người ta nghĩ cái gì nữa. Và mình thấy thì trên Facebook thì mấy bạn ấy kiểu như là các bạn đăng quá nhiều mọi thứ, từ vấn đề riêng tư cá nhân cho đến là chuyện gia đình, bạn bè, chuyện học hành, tất cả mọi thứ các bạn đều đem lên Facebook mà các bạn không hề biết là có thật sự là có nhiều người quan tâm đến hay là không. Và các bạn vẫn đem lên có nhiều chuyện như là bạn gái, bạn trai, rồi giặt bồ này kia, đủ thứ, mọi thứ trên đời các bạn đều đem lên cả Facebook. Và trong đó thì khi mà có nhiều người vào comment trong đó thì mình thấy có một số người comment lời lẽ rất là tế nhị, nhưng mà không phải là tất cả. Có một số bạn thì vào bình luận và nói những cái điều không thật sự là tốt, và mình nghĩ thì các bạn nên hạn chế những điều đó, đặc biệt là những anh hùng bàn phím, các bạn ấy nói bla bla đủ thứ trên đời. Ví dụ như gần đây nhất, ví dụ như là về vấn đề Biển Đông thì nhiều bạn tỏ ra rất là kích động và nói đủ thứ trên trời dưới đất, là sẵn sàng thế này thế kia. Nhưng mà thực chất nếu như địa phương có kêu các bạn ấy đi thì mình không chắc là các bạn ấy có thể sẵn sàng ra đi như những gì mà các bạn ấy nói. Cho nên việc chốt lại ở đây là các bạn ấy cần phải có một cái thái độ tốt, cũng như là cần phải biết kiểm soát những cái việc mà mình đang làm trên mạng xã hội, bởi vì là con người thật của các bạn ở ngoài đời, cái đó là mấy cái những người ta quan tâm, chứ không phải là những thứ mà trên mạng xã hội. Đấy là quan điểm của mình. Em cảm thấy giống như là mạng xã hội các bạn nghĩ là quá đơn giản, mình post cái gì lên á không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cho nên là các bạn cũng cứ đăng tải rất là thường xuyên, hoặc là ngồi với nhau bè phái để mà comment, để mà nhiệm hàng người khác, có thể là như vậy. Thì nó cái gì cũng có mặt tích cực với có mặt tiêu cực hết, nhưng mà em vẫn nghĩ là mình đối với mạng xã hội thì mình nên rửa riêng tư một chút, mình không nên có nhiều cái mình post lên đó, và những cái mà đi theo nhóm với cộng đồng á thì cũng nên tránh một chút. Thì nó sẽ có những mặt tích cực riêng của nó, là ví dụ như là nó sẽ giúp mình là chia có thêm nhiều bạn hơn, có thể chia sẻ được các thông tin, cũng như là những lúc mình buồn thì cảm giác cũng có người bên cạnh. Tuy nhiên á thì
bên cạnh đó thì em cũng nghĩ là mọi người nên kiểm soát hơn cái lời nói của mình khi mà Facebook, bởi vì mọi người thì có nghĩ là rất là đơn giản, nhưng nhiều lúc thì nó sẽ ảnh hưởng không có tốt đến tâm trạng như khác. Ví dụ như người ta mình còn hơi khoái quá thì sẽ dẫn đến là những cái hệ lụy sâu hơn, thì sẽ làm người ta đau lòng hơn. Bye đã già không quan trọng cái like của mình, nếu như gặp cái like riết rồi cái like đó thôi, nó mất giá trị của nó đi. Theo cá nhân của mình thấy thì trên mạng xã hội hiện nay thì đa số bạn trẻ là không kiểm soát được những hành vi ngôn từ của mình. Rất nhiều bạn tỏ ra mỗi khi các bạn bực tức thì các bạn thường viết ngay những status mang tính thời điểm, không được kiểm soát ngôn từ, sử dụng những từ ngữ không hay, và trong khi đó các bạn không biết được rằng trên mạng xã hội đang có rất nhiều người đang nhìn vào những cái trạng thái cảm xúc của các bạn. Đăng cả hình ảnh không có được trong sáng lắm. Ví dụ như kỳ trước có lần một cô bé nào đó đã đăng hình mình khóc vì bà đã mất. Đó là một cái hành động rất là đáng trách cho việc giới trẻ làm như vậy. Theo mình thì các trang xã hội hiện nay thì là một nơi thông tin rất là nhiều, và các bạn có thể tìm được bất cứ thông tin gì trên đấy. Mình nghĩ thì các bạn trẻ hiện nay cần có tiếng